Oái oăm nó vừa vừa chứ. Thì sao? Đây là nhà em nhá. Em thích vào phòng nào thì em vào. Em thích khóa phòng nào em khóa nhá. Chúng nó là con, chúng nó không có quyền. Ôi trời ơi! Xuống ngay! Ai cho phép cô cưỡi lên người con trai tôi thế hả? Kìa mẹ! Xin được giới thiệu vợ chồng cặp nghệ sĩ nhân dân Lan Hương và nghệ sĩ Đỗ Kỳ. Tất nhiên tuổi trẻ nhá, bao giờ cũng có một cái sự lo ngại nhất định. Đấy, có một cái sự lo ngại chứ. Có ai dám nói mạnh đâu. Nhưng mà thí dụ hoặc là anh đang chở tôi nhưng mà có một cô rất là xinh đẹp, ăn mặc rất là điệu đàng lướt qua mà thấy anh nhìn theo. Đương nhiên mình cũng phải có cái cảm giác là hơi lo ngại một chút chứ. Nhưng đó là đương nhiên rồi. Chứng tỏ là anh Đỗ Kỳ ngày xưa là có nhìn. Có nhìn. Thế nhưng mà hỏi anh Đỗ Kỳ, anh có lo ngại khi mà tôi cũng như vậy không? Nếu như mà bảo không thì không phải là lo lắng đâu, mà có khi là còn hơn cả sự lo lắng. Cái này gọi là không chủ quan khinh địch. Đấy, không chủ quan khinh địch. Đấy, cái đó là